nắng há mù. Há mù. Cái phi lao đẹp đấy. Bao giá luôn anh em biết này. Bao tiền thì đấy? Đúng 2,5 triệu. Đẹp. Đẹp vì sao là đấy, đẹp vì sao là nói ra đây. Đấy anh nhìn. Còn ở trên thì không nói. Đẹp. Chưa. Cuối đây. Đang nhiều hoa kìa. Cái này là bao tiền ạ? 1,8 triệu. 1,8 triệu. Cây này chắc cũng tầm đấy nhỉ? Ừ. Đây rẻ hơn. À rẻ hơn. Rượt. Khoảng khoảng đấy. Đẹp. Cuối rất đẹp. Rất nhiều hoa, hoa, chít chít hoa. Chiều nay về anh chơi. Tí còn đi làm rồi. Về đi uống bia buổi chiều. Tí còn đi làm rồi. Từ đây bên Khánh gần không? Nhưng mà vướng đi làm. Cuối tuần nếu mà cuối tuần nếu mà được thì ba lô gần mà. Đấy, đi làm này. Cho mở ví sớm chú. Đây. À, đi à. Tặng nước. Vâng. Hay quá. Chúc mừng các bác. Buổi sáng hỏi ai cũng mở hàng rồi, rất vui. Đấy, cái này đặt lên cái khay là chơi thôi. À, nước. Suối này rất nhiều suối kìa. Rồi cảm ơn bác đã đi khu vực khác. Tùng La Hán à? La Hán. Ờ, lạ nhỉ. Lá nhỏ tí nhỉ. Ừ, là ghê nhỉ. Cái này bao tiền đấy chú? 3 triệu. Ở đây này lại có cây bách diệp, bao tiền chú? Ở đây, được lấy thế. Cái khác là cái hôm trước hay là cái khác đấy? Cái khác. Ừ, cái khác. Hay nhỉ. Đây là cái đơn này. Vâng, cái màu đơn. Cây này thích hơn cây hôm trước. Cái này đẹp hơn. Cái này mua đắt hơn mới chắc này. À. Hay đấy. Cái hôm trước bán rồi đúng không chú? Hôm trước mới bán ngay, mới bán cho thằng tỉnh thất ở chưa, mới quay cả chưa nó ra nó lấy luôn. À hay quá. Ngay chưa nó ra rồi. Cái này thì trên chậu lâu năm rồi. Nhỉ. Yeah. Quay rồi. Đẹp. Áo dây nó giết hết rồi. Được. Cái trước một cần led đúng không? Vâng. Ôi mất led, mất led, mất led. Rồi. Bạn xem nhé. Lại cái chắc cái chìa. Hàng hàng cầm tay đây. Chắc chỉ có 2 cây thôi chứ mấy. Ra mà lấy cho cây nữa mệt đấy. À được. Cây này ngoi ngoại nó mới dậy cho mà để lốt này. Tùng La Hán này hay. Chật chội quá con kia ô tô ở đây. Tô vào quá. Lấy góc. Lấy đi. Ta như lấy. Ta như lấy ta bán cho các anh. Không. Gặp ra. Gặp ra. Mua
cây gì xanh à? Xanh. Ông ấy trả được bao nhiêu rồi này? Đẹp hàng này khẳng định dính đẹp. Chung là lúc sáng hụt cây của Dũng là thấy buồn buồn. Me rừng này. Ra đây mà làm gì có cái giá như bác chùa này kia đâu. Ở đây phải đắt lên nhiều. Các bác ở đây bác lấy ở dưới rồi. Nhưng đời chùa bán rẻ hơn là như thế. Người ta vẫn có lãi. Ai bán cũng có lãi đâu. Người đã bán là có lãi. Trừ khi bán lỗ thì không nói như này ý đây. Trừ đã bán là xác định là có lãi rồi. Thì hoa sữa. Hoa sữa. Anh yên tâm thì vẫn là rẻ quá. Rồi cho khỏi. Mộc vương. Bán nhân là thôi, mình là cái bệnh lớn hơn. Trên chợ lâu rồi. Nắng qua này nắng há mồm. Sung. Sung rồi. Đấy. Đấy em đấy. Chỗ em thì muốn anh sang nhưng mà đấy. Em bận lắm. Gấu ghê đấy. Thích nhảy ra cũng vẫn cứ nhận. Cái loại này thế á? Loại này thế á? Dạ. Cũng biển biết đấy. Ồ, sao mà đắt lắm rồi, những cái rẻ ở đây thì chết thôi rồi. Bây giờ tôi mua cái đài cho tôi quay lại mấy ông.